đây nè các bạn, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nha. Cái này chín rồi các bạn ơi. Trời ơi, thấy nó bự ngon không? Đó, khúc này ngon ha. Giờ mình dùm năm thôi mọi người. Xin chào tất cả các bạn thân yêu của Sinh nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình muốn dành tặng cho các bạn thêm một cái món ăn nữa các bạn. Đó là cái món sò mai. Cái con sò mai này là ở trên mạng thì với lại các bạn là sẽ thường gọi nó là con sò mai đúng không? Nhưng ở hòn đảo mình đó bạn, ở đảo Nam Du mình nè, thì người ta gọi nó là con sò đẹp, nên mình quen gọi cách đó rồi. Còn con sò đẹp thì ở đảo mình gọi là con sò quạt đó các bạn. Đó, thì các bạn thông cảm cho mình nha. Nói chung là mình quen ở địa phương mình rồi thì mình hay gọi nó là con sò đẹp, nên mình sẽ gọi nó con sò đẹp nha mọi người. Thì nói chung là con sò mai thì là đúng rồi đó. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, vì chúng ta sẽ đi lựa chọn con sò đẹp này về để mà mình thưởng thức cái món ăn cho các bạn xem nha. Có này hả cô? Có này 10 ngàn cái gì? 15 hả? Có này phải không? Con này cô lấy 15 hả? Xong rồi đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ kiếm một cái cảnh nào thật đẹp để mình quay cái món này nha. Xin chào tất cả các bạn thân yêu của Sinh nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình đã kiếm được một cái chỗ rất là đẹp để mà mình quay một cái món ăn nữa cho các bạn xem. Đó là cái món sò đẹp đó các bạn. Không biết các bạn đã từng thấy cái món sò đẹp lần nào chưa ha. Nói chung đối với mình thì chắc chắn có một số bạn vẫn chưa biết đâu. Thì hôm nay có rất là nhiều cảnh đẹp ở đây các bạn không? Đó, mình đã kiếm được cái cảnh rất là mát mẻ để mà mình thưởng thức một cái món ăn rất là ngon ha các bạn ha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu chế biến và làm cái món này ngay tại chỗ này và mình ăn đây tại đây luôn nha các bạn. Đó. Các bạn ơi, đây là cái gì các bạn biết không? Đây là cái ngọn của cái cây dừa các bạn, cái ngọn của cái lá dừa nè. Đó. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cái món này thử nha. Nó mềm lắm mọi người. Rồi rất là mềm, nó dễ ăn nữa, ngọt, nó giống như là cái thạch dừa á, mà cái này là cái đọt nha, ngon quá. Thôi bây giờ mình chuẩn bị món ăn đi ha các bạn ha, giờ mình đi làm cái con sò đẹp nha. Đây là các bạn, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nha. Đó, mình sẽ lấy cái này ra ha. Mình sẽ dùng dao để mà cắt ra hai bên như thế này các bạn. Đó, mình sẽ dùng dao cắt nó ra rồi mình sẽ rửa nha các bạn. Rất là nhiều, mọi người thấy không?
đi con, kiếm ra khô đi. Giờ là mình sẽ đi kiếm một đống củi khô các bạn, rồi mình sẽ làm một cái bếp lửa rồi mình nướng nha, ăn ở đây các bạn. Củi khô đây nhiều nè, nè củi khô đây quá nhiều nè. Mình sẽ bắt một cái lửa chạy đây ha, mình sẽ kiếm than nha mọi người. Đó, mình sẽ kiếm than ha, mình sẽ bắt lửa ở đây kiếm than rồi sau đó mình sẽ nướng nha. Để đi kiếm mấy cái lá khô nha, mình kiếm mấy lá khô này mình đốt ha. Nói chung mình đốt gần biển nó không sao đâu mọi người. Kiếm cái này nè, mình bỏ vô đây đó, mình bỏ vô đây nè, đó mình đốt đó. Nóng quá mọi người ơi, mình vừa mới chụm cái đống lửa xong rồi các bạn đó. Bây giờ là mình sẽ chờ nó có than xong nha, rồi mình sẽ đem này lên nướng nha bạn. Đó. Cái này rất là ngon nha mọi người. Cái này là con điệp đó các bạn, ngon lắm. Giờ mình sẽ chờ cho cái đống lửa sau lưng mình đó, nó thành than xong ở đâu cái mình sẽ đem lên nướng nha, và mình sẽ bỏ cái mỡ hành lên rất là ngon. Không ăn qua đâu. Đây là cái cục sừng sừng cứng cứng rồi bạn. Đó, mình sẽ lấy mấy cái này ra ha. Còn cái này á, là mình ăn được nha, cái này nè. Có người thích ăn cái này thôi nha. Chỉ ăn cái khúc này thôi nè. Đây là mình ăn được ha, mình sẽ bỏ mấy hành vô. Bây giờ là mình đã có than rồi bạn ơi, mình đã có than rồi nè, các bạn thấy không, mình đã có than rồi đó. Bây giờ là mình sẽ đưa cái con sò đẹp này lên, chúng ta sẽ nướng với mỡ hành và bắt đầu mình thưởng thức rồi các bạn, chứ đợi nãy giờ đói quá, sáng giờ mình chưa ăn sáng luôn, rồi bắt đầu chúng ta nướng thôi. Các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu đưa cái mấy cái con đẹp này nè, là mình sẽ đưa vô đống lửa đó nha. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Mình đi nha các bạn. Giờ mình đi thôi mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ đổ mỡ hành vô các bạn. Nè. Mình sẽ để mỡ hành vô nha. Con lấy đủ xíu xíu. Chị dịch mấy cái trứng giữa vô. Bảo rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình đã đưa lên bếp than rồi mọi người, đó không? Đó. Nè, thấy chưa? Đó.
sẽ đợi trong vòng 5 phút nữa thôi ha. Tại cái này nó cũng mau chín lắm. Mình đưa qua đưa lại rồi sau cái mỡ hành nó thơm rồi mình sẽ đem lên mình ăn các bạn. Chín rồi nè mọi người ơi. Đó, bây giờ nó chín rồi nè. Trời ơi nóng quá các bạn ơi, bây giờ mình phải để cho nó nguội nguội rồi mình ăn ha. À các bạn ơi, bây giờ mình nướng xong cái con sò đẹp đó các bạn thấy không? Nướng xong thì nó có cái cục này nè. Nói chung là cái cục vị rất là ngon nha mọi người. Bây giờ là mình xin phép mời tất cả các bạn thân yêu của Sinh thưởng thức cái món sò đẹp nướng mỡ hành của mình nha. Vô mời các bạn. Trời ơi. Nó giống thịt gà các bạn. Giống thịt con gà ngon lắm bạn ơi. Ngọt lắm. Đảo quá. Cái thịt gà nó ngọt lắm mọi người. Ngon các bạn ơi. Ngon quá. Cái này chín rồi nè bạn ơi. Trời ơi thấy nó bự ngon không? Nó khúc này ngon ha. Giờ mình dùm năm thôi mọi người ơi. Quá đã luôn mọi người. Ấy. Luôn ha cậu. Vô đây. Đúng không? Cái này chín rồi nè mọi người ơi. Bây giờ mình lấy dùm năm nha. Quá đã các bạn ơi. Trời ơi. Ngon lắm nha mọi người. Bây giờ là mình ăn các bạn. Trời ơi. Muốn cháy khét luôn mọi người. Ồ. Nói chung cái món nào của mình nướng lên đều cũng thơm hết trơn mọi người à. Ngon lắm nha. Bây giờ là mình sẽ ăn cái sực sực này các bạn. Rất là ngon nè các bạn. Mình ăn nha. Trời ơi. Nướng là nó dai vậy, nó như thịt gà mọi người. Ngon quá. Cái thịt nó ngọt lắm. Nó ngọt, nó tiết ra ngon lắm bạn. Các bạn nhớ đừng có nướng lâu nha, nó sẽ hơi bị khó ăn á. Mà cái này rất là ngon mọi người. Cái sực sực của nó ăn rất đã. Giờ mình lấy thêm một con mình ăn nha. Phải lấy ra thôi mọi người ơi. Chút khét luôn rồi nè. Phải lấy ra thôi. Bây giờ là mình nướng xong hết trơn tất cả mấy cái con sò đẹp rồi đó bạn. Đó. Trời ơi, nó chín quá mà nó bể luôn rồi mọi người thấy không? Đó. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức với mình cái con bự này nha. Mọi người thấy con này không? Nó sực sực cứng luôn nha. Đó, bây giờ mình xắt ra nè. Trời ơi trời. Đó. Mình mời cả nhà nha. Mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái món sò đẹp này các bạn. Đây là cái con sò đẹp, nó cũng giống con hàu đó, nó khác xíu thôi. Trời ơi. Thịt nó dai. Ngon, lại ngon. Ăn cái này vô giống như là mình ăn một cái miếng thịt gà các bạn. Sức rất ngon. Cục mình nè. Ăn ngon. Trời. Nó mới hành không? Mình thêm con đó nha. Trời ơi trời. Thôi bây giờ mình đổ cái mỡ hành quay đi. Trời ơi, cái gì chảy hết à. Giờ mình ăn thêm cái con này nữa các bạn. Trời ơi. Nè các bạn không? Đây là cái con mà đầy đủ thịt luôn nè các bạn. Tùy theo mỗi bạn thôi, có bạn thì thích ăn cái cục này nè nha, còn có bạn thì thích ăn đầy đủ giống như mình vậy nè đó, mình thì thích ăn vậy đó nó ngon hơn. Trời ơi.
quá xuất sắc các bạn, ngon quá, quá đã luôn mọi người nè, mọi người thấy không, thấy cục mình cứng cứng không, quá trời đã luôn, ngon lắm nha. Còn thấy gò gà không? Ngon quá mọi người, quá đã. Bây giờ mình sẽ dùng cái dao mình tách nó ra các bạn. Có một số con thì nó cứng lắm mọi người, nên mình sẽ dùng dao để mình tách nó ra cho nó dễ. Đó. Quá ngon luôn các bạn ơi. Bây giờ là mình còn có một con nè mọi người. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành với kênh của Sinh nha. Thì các bạn ơi, nó rất là ngon. Các bạn hãy thưởng thức cái món sò điệp này các bạn. Đó. Cái con này thì nó sống là kiểu như là nó sống khác hơn mấy cái con kia, mấy con hào, nó mọc thẳng đó các bạn, nằm thẳng lên. Thì giờ là mình mời các bạn thưởng thức cái con cuối cùng này với mình nha, rất là ngon các bạn. Dai dai ngon. Thật đó. Quá đã luôn. Ngon lắm mọi người. Nó chỉ khó là khó chỗ tách ra thôi. Mình biết cách tách với lại cái cách mà mình chẻ nó ra để mình lấy thịt đó. Nhưng mình nướng giống như vậy nó cũng hơi khó nha. Có một số bạn sẽ không làm được. Ngon quá. À các bạn ơi, mình vừa mới thưởng thức xong một cái món ăn, nói chung là rất là nhiều món mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Nói chung đây cũng là một cái món ăn nó rất là ngon. Sự là nó có cái cục mà trắng trắng á, các bạn đã từng thưởng thức qua các bạn sẽ biết đúng không? Nó rất là ngon. Nó giống như thịt gà đó mọi người. Nó ngon quá. Thì các bạn ơi, mình xin kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhớ nhấn nút đăng ký và chia sẻ kênh của mình để cho nó càng ngày càng vững mạnh nha. Thì mình xin hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp lần sau các bạn. Nò quá. Bye các bạn. Chào mọi người nha. Bye.